Rồi, hello cho Nguyễn Toàn gửi lời chào đến tất cả các anh em và quý khách hàng gần xa ha, và tất cả mọi người ha. Thì hôm nay thì Toàn cũng vừa làm xong một số chân dịch máy anh em, thì khoảng hơn 10 cái chân dịch đó anh em, thì mình cũng tranh thủ quay một cái clip chia sẻ cùng anh em ha. Thì những nội dung cũng là những cái mẫu thông dụng cho anh em đi làm ăn ha. Thì cái đây là cái dung dịch hai cánh thái cho máy 68 ha. 68, 72, 67 là ba máy, là lòng 67, 68, 72 nha anh em. Đó, hai cánh thái tải. Tải nổi mình đi được. Rồi, kế tiếp cũng là hai cánh thái nữa anh em. Thì cái mẫu này thì cho 5 ngựa rưỡi, 6 ngựa rưỡi cốt thẳng trực tiếp mình chạy. Kế tiếp là cái mẫu ba cánh nhọn nha anh em. Đó. Cho máy 13 tới 20 ngựa cốt xéo mình chạy, hoặc là máy xe thì cho 74, 75, 76, 78 mình chạy được ba máy. Cái này cũng vậy luôn anh em. Cốt xéo thì từ 13 tới 20 ngựa, còn máy xe thì từ 74, 75, 76, 78. Cái này là hàng dày nha anh em. Cái này thì cho 66, 64. Máy xăng thì cho 7 người gửi chạy. Cái này thì mẫu 68, 72 mình mới giới thiệu cho anh em á, máy xe ba máy. Rồi, kế tiếp là cái ba cánh thái cho máy 6 ngựa, 6 người gửi nha anh em. Cút xéo hoặc là nhông sên mình chạy được. Đó, thì hôm nay mình có chốt hai cái 6 ngựa, 6 người gửi cút xéo nha anh em, nhông bọng á hoặc là nhông sên. Anh em xài được tới 7 ngựa luôn. Cái này là cái mẫu hai cánh lá vàng anh em, cho máy 13 chạy. 13 tới 20 ngựa chạy cút thẳng trực tiếp. Mẫu này mẫu VCF nha anh em. Thì cho nhông sên 13 chạy được, hoặc là 6 rưỡi 7 rưỡi cút xéo nhông sên chạy được. Rồi, kế tiếp là mẫu này mẫu 11 cc nha anh em. Thì cho máy từ 11 tới 20 ngựa cút thẳng trực tiếp. Đó, thì hôm nay trên cái video này mình có làm cho anh em ba cái. Máy 13, 18 với máy 11. Đây cái nữa nè anh em. Này thì mẫu DB nha anh em. Thì những anh em nào có xài mẫu này thì cũng biết về cái tốc độ của nó ha. Từ 11 tới 20 ngựa cút thẳng trực tiếp nha anh em. 11 cc. Mình mẫu này mẫu DB ra độ. Đây bên mé trong này cái nữa nè. Mẫu này thì cánh nó gọn anh em. Rồi, mẫu này thì nó cũng na ná như mẫu 11 cc nè anh em, nhưng mà mẫu này mẫu mấy 6 cút xéo, 7 cút xéo hoặc là 6 rưỡi, 7 rưỡi. Là 13 nhông sên mình đi được. Nó cũng giống giống như mẫu 11 cc nè, thì nó cũng na ná nhau ha. Đó, nhưng mà nó chân dịch lớn. Này thì lắp 14. Cái này thì lắp 16. Còn cái này thì cái 13 nhông nha anh em. 13 nhông bọng á. Hoặc là cút xéo đó anh em, hoặc là nhông sên. 13 tới 20 ngựa nha anh em, hai cánh. Đó thì nội dung hôm nay thì mình chia sẻ cùng anh em thì một số đoạn vậy ha. Thì anh em nào có nhu cầu cần xài thì cứ liên hệ qua số điện thoại mình để dưới tiêu đề cái video nha anh em. Rồi anh em thấy hay thì nhớ ủng hộ Toàn ha, thì cho Toàn một like nha anh em và một lượt đăng ký kênh, nhấn vào chuông ha. Thì bên mình sẽ cập nhật những cái video mới nhất cho anh em xem.
Rồi, mình cũng chân thành cảm ơn tất cả các anh em và quý khách hàng đã ủng hộ và tin tưởng sản phẩm như ủng hộ kênh của mình ha. Rồi video mình quay đến đây cũng kết thúc. Hẹn gặp lại tất cả anh em và quý khách hàng vào những cái video tiếp theo của kênh mình ha.